Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà công nhân vận hành các trạm bơm. Các địa phương tập trung khắc phục thiệt hại lũ bão và vận hành bơm tiêu úng. Lực lượng vũ trang với công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả bão. Chủ động vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi nước rút. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc rút lệnh báo động số 3 trên sông Hồng và rút lệnh báo động số 2 trên sông Luộc. Hiện nay, các trạm bơm vẫn đang nỗ lực để bơm tiêu úng. Ngay trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã tới thăm động viên, cán bộ nhân viên một số trạm bơm trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Ân Thi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà và động viên cán bộ, công nhân tại các trạm bơm Triều Dương, Mai Xá, huyện Tiên Lữ, Bích Tràng, Tam Đô, huyện Ân Thi, trạm bơm Hưng Long và Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Đồng chí biểu dương các trạm bơm trong điều kiện thời tiết mưa gió nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó, các đơn vị đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhanh chóng khắc phục những ảnh hưởng của mưa lũ. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, nhân viên các trạm bơm tiếp tục theo dõi tình hình lũ trên các sông, bám sát chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương, kịp thời tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại, đưa hoạt động sản xuất và cuộc sống trở lại bình thường. Đồng chí cũng nhấn mạnh phải tranh thủ thời điểm nước sông Hồng, sông Luộc đang xuống, huy động tối đa các tổ máy, nhanh chóng tiêu thoát úng, nhất là với diện tích lúa, cây ăn quả. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, các địa phương rút kinh nghiệm từ thực tế ứng phó với lũ lụt vừa qua, tham mưu tỉnh có kế hoạch tu sửa các trạm bơm, nạo vét hệ thống thủy lợi, gia cố đê điều trên toàn tỉnh, nhất là với những trạm bơm trọng điểm đang xuống cấp. Đồng thời đóng góp ý kiến để cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch mạng lưới thủy lợi trên toàn tỉnh sao cho phù hợp với thực tế phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa đến cán bộ, công nhân viên trực chống bão lũ, đảm bảo các điều kiện về hậu cần để đội ngũ này yên tâm làm việc. Và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ký gửi các ban, sở ngành, các đơn vị, các địa phương về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, mưa lũ sau bão và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Sau đây là nội dung chính của công điện. Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại khu vực còn bị cô lập, bố trí nơi ở tạm và đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân bị mất chỗ ở nếu có, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời cho các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở, kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 15 tháng 9 năm 2024, chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố sơ đầu, tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động, đảm bảo đúng quy định của luật đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục rà soát, triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông, kể cả trong các tuyến đê bối có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di rời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện triển khai lực lượng phương tiện tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ nếu có cho người dân vùng bị cô lập, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai trên cơ sở đề nghị của địa phương phù hợp với thực tế. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế cứu chữa người bị thương, kịp thời cung cấp đầy đủ cơ số thuốc, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt,
xử lý môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương rà soát những hộ dân, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kịp thời đề xuất hỗ trợ lương thực cho các hộ dân thiếu đói do bão lũ nếu có, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ ở vùng bị cô lập. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu. Chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão mưa lũ, chỉ đạo tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất nông nghiệp, không để xảy ra thiếu nguồn lương thực thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp thời gian cuối năm 2024 và Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các cơ sở cung cấp nước sạch khắc phục sửa chữa những hư hỏng thiệt hại do mưa lũ để đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục cho nhân dân, hạn chế tối đa việc ngừng cấp nước. Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, các công trình thủy lợi trạm bơm tiêu úng ra hệ thống sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh đã vận hành hết công suất phục vụ tiêu thoát nước nội đồng, giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp của người dân. Tại trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ, ngay từ sớm, lực lượng cán bộ kỹ thuật, nhân viên đã chủ động thực hiện kiểm tra các tổ máy, trục vớt rác đọng tại các miệng thu, tấm chắn và kiểm tra mực nước ở bể hút, bể xả để đảm bảo điều kiện vận hành tiêu úng. Đến 9 giờ, tại cả hai trạm bơm cụm A và cụm B của trạm đã vận hành tổng số 9 trên 9 tổ máy với công suất 8.000 mét khối giờ cho một tổ máy. 8 giờ sáng hôm nay là nước sông Luộc là nó xuống mức cho phép, là chúng tôi đã vận hành hết cơ số máy và mực nước bể hút là 2m8 và mực nước bể xả là 6m2. Chúng tôi cố gắng làm sao mà chạy để giúp cái nước đệm ở trong đồng và tiêu dân sinh cho bà con. Hiện mực nước tại các kênh tiêu tưới nội đồng rất lớn. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã phối hợp với các địa phương thực hiện vận hành các trạm bơm 24/24 giờ ở những nơi đủ điều kiện bơm tiêu. Đối với các trạm bơm ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải, các trạm bơm tiêu nội đồng thì tùy vào tình hình thực tế để thực hiện bơm tiêu úng khi có đủ điều kiện. Hiện 100% quân số các đơn vị trực tại các điểm công trình, trạm bơm, vật tư, trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo cơ số vận hành máy tốt nhất, kịp thời tiêu úng, cứu lúa, hoa màu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sản xuất. Các vùng úng ngập nặng, vùng diện tích lúa đổ sẽ được khoanh vùng để tiêu úng trước. Thường xuyên đi kiểm tra nội đồng và kiểm tra các tuyến canh chính để đảm bảo khơi thông dòng chảy. Hiện do mực nước trên các sông và hệ thống công trình thủy lợi vẫn rất cao, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ, nắm bắt các bản tin dự báo diễn biến của mưa lũ để phối hợp kịp thời với các đơn vị liên quan, người dân trong công tác phòng chống ngập úng. Tranh thủ mực nước sông Hồng rút dưới báo động 3, các hộ trồng hoa cây cảnh các xã vùng bãi ở huyện Văn Giang tiếp tục vận chuyển cây trồng bị ngập úng để khắc phục thiệt hại. Qua ghi nhận trong ngày hôm nay 13 tháng 9 tại xã Phụng Công và Xuân Quan, nhân dân đang hối hả miệt mài vận chuyển cây trồng bị ngập úng để tránh thiệt hại. Ngoài huy động các thành viên trong gia đình, nhiều hộ còn thuê thêm người và thuyền để vận chuyển cây cảnh. Mấy nghìn cây khế này cơ, trà thì hàng mấy nghìn, bây giờ ngoài bãi ngập hết, mất hết rồi. Bây giờ cái chỗ này là vớt vát, người ta đặt tiền rồi thì cố thuê thuyền, thuê bè lên để vớt vát mang về. Chạy thì bây giờ thì bà con cứ chỗ nào cao mình chạy lên, gọi chấm đủ cứ chỗ nào cao mình để lên thôi. Thế mình chạy từ sáng đến giờ được nhiều cây chưa? Mới được cũng được vài trăm cây rồi, à, còn vài nghìn cây nữa thôi. Gia đình là tôi huy động tất cả mọi người đấy. Đấy, mỗi trăm cây rất nhiều người. Toàn huyện Văn Giang có gần 1.200 hecta hoa, cây cảnh và rau màu bị ngập úng toàn bộ. Ngoài sự nỗ lực vận chuyển cây bị ngập lên chỗ cao để cứu vớt thiệt hại, người trồng cây cảnh các địa phương tập trung chăm sóc, phun thuốc chống nấm, chống thối đối với hoa và cây cảnh. Diện tích của tôi là 5 sào quất cảnh, thì là quất nu thì là chuyển được hết lên, còn quất đất thì là mất được khoảng 3 sào. Chăm sóc trước khi mà chuyển lên thì là phải phun Zidomin để chống thối. Và đập thối, chống thối, nhũn. Ngoài hai trạm bơm dã chiến đặt tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bãi Mỹ Sở vẫn hoạt động hết công suất để chống úng ngay từ đầu mưa lũ, huyện Văn Giang đã bố trí thêm hai trạm bơm dã chiến công suất 1.400 mét khối tại khu vực ngoài bãi thôn Tầm Tang và thôn Sâm Hồng ở xã Thắng Lợi để chống úng. Thêm vào đó, với mong muốn nước rút nhanh để cứu cây trồng, hàng chục hộ dân nằm ngoài bãi xã Thắng Lợi còn mang máy bơm của gia đình ra bơm cùng các trạm bơm dã chiến với quyết tâm còn nước còn tát để cứu cây trồng, hạn chế thiệt hại.
Mưa lũ những ngày qua khiến cho một số xã có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn ngoài bãi của huyện Khoái Châu như Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập bị ngập úng nặng nề. Mặc dù mực nước trên sông Hồng cũng như mực nước nội đồng tại đây đang có chiều hướng giảm, nhưng công tác tiêu úng vẫn khó khăn do nước rút chậm. Quý vị thân mến, tôi đang có mặt tại xã Đông Ninh của huyện Khoái Châu. Với trên 240 ha diện tích đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện tại thì rất nhiều bà con đã chủ động xuống đồng để mà trục vớt một phần những cái diện tích hoa màu còn có thể khắc phục được. Theo chính quyền và bà con ở đây cho biết thì mực nước hiện tại vẫn còn giữ ở mức 70 phân đến 1 mét trong buổi sáng nay thì đang xuống rất chậm. Tranh thủ mực nước đang xuống, bà Thoa ở xã Đông Ninh cùng nhiều người dân đã khẩn trương xuống đồng nhằm vớt vát một phần diện tích cây cảnh có thể khắc phục được. Bởi nếu như chậm thêm 1 đến 2 ngày, có thể diện tích trồng hoa màu của gia đình sẽ là con số 0. Gia đình nhà tôi là có 7 sao, đang trồng cây trà là và cây phát tài núi. Thế từ hôm qua giờ là ngập nước, kêu anh chị em bà con giúp đỡ hỗ trợ chuyển lên để cứu vớt được ít nào hay ý. Cứ ngập úng như này là cây thối nát hết, vì rễ nó đã có bị hiện tượng là hỏng rồi. Theo rà soát, toàn huyện Khoái Châu có hơn 3.000 hectare diện tích cây trồng bị ngập úng. Trong đó một số diện tích đã thiệt hại hoàn toàn từ sau cơn bão số 3 như chuối, bưởi. Đến sáng nay, mực nước ngập tại các khu vực bắt đầu giảm, song nước rút chậm. Hiện các trạm bơm tiêu úng tại huyện Khoái Châu ra sông Hồng đã bắt đầu vận hành, song do mực nước nội đồng quá lớn, khiến việc hạ mực nước đệm trong đồng ruộng đang diễn ra rất chậm. Tổng diện tích bị thiệt hại ngập úng trên toàn xã là hơn 240 ha. Với diện tích tiêu úng thì gần như xã Đông Ninh nói riêng và ba xã ngoài mỗi bối nói chung là phụ thuộc vào 100% cái trạm bơm của Đại Tập. Thì mực nước là hiện nay là rút rất chậm và cứ kéo dài này thì trong vòng 2-3 ngày nữa thì toàn bộ cây là hỏng hết. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ có khoảng 240 ha diện tích trồng vải trứng Hưng Yên. Đây là vùng trồng cây ăn quả có giá trị canh tác cao nhất huyện Phù Cừ. Tuy nhiên trong cơn bão số 3 và trận ngập lụt vừa qua đã làm 100% diện tích trồng vải trứng bị ngập nặng. Thời tiết mưa nhiều, ngập úng rồi nắng lên dễ làm cây vải trứng bị thối rễ, giảm sức sinh trưởng của cây vải. Thậm chí nhiều cây không còn khả năng canh tác. Hiện xã Phan Xào Nam đang tập trung các biện pháp để tiêu thoát ngập úng và huy động nhân lực để đắp kè chống tràn ngập vào vườn vải. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày công ty nước sạch Phù Tiên ngừng cung cấp nước sạch cho các khách hàng thuộc 5 xã trên địa bàn huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, chính quyền và người dân hai xã Cương Chính và Minh Phượng đã chủ động thực hiện tiết kiệm nước. Ngày thứ 3, gia đình chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã áp dụng biện pháp sử dụng nước tiết kiệm triệt để. Một lượng nước phải sử dụng từ 2 đến 3 lần như thế này. Nước sạch vào gạo, rồi để rửa rau và cuối cùng là dùng để xả bồn cầu. Nhà máy nước thì vì đóng cửa không thể có nước cho người dân như chúng tôi dùng được thì chúng tôi dùng nước hết sức là tiết kiệm. Còn nước sinh hoạt thì chúng tôi dùng dè dặt, nếu mà hết nước thì chúng tôi phải đi xin những người có giếng xung quanh. Tương tự gia đình anh Chiến, hiện có 3 người ở nhà thường xuyên là hai vợ chồng và cậu con trai út đang học lớp 12. Gia đình cũng còn chút ít nước trên tép 1.500 lít ở tầng 3, chỉ sử dụng để tắm vì sẽ hết bất cứ lúc nào. Nước ở đây được thống nhất không được xả bồn cầu. Cái nước mà để rửa bát ấy xong thì phải tiết kiệm vào đổ vào cái thùng, xong bắt đầu xách vào trong nhà vệ sinh để đổ dần. Chứ cũng không có đâu mà đổ nhiều vào. Còn cái nước ở trên tép thì nhà tôi phải để dành để tắm, rất tiết kiệm chứ không thể làm như mọi lần có nước được. Thiếu nước thì canh biết rồi, nó dẫn đến rất nhiều các cái việc, có thể là từ những cái bệnh ngoài da hay những cái này cái kia cũng đều do thiếu nước mà ra cả. Là mong muốn làm sao công ty cấp thoát nước có thể là khắc phục sớm nhất để cho bà con đỡ phải coi như là thiếu nước. Việc nhà máy sản xuất nước sạch bị ngập sâu trong nước do nằm ngoài đê sông Luộc khiến cho việc cấp nước phải dừng hoạt động. Xã Cương Chính đã hướng dẫn người dân chủ động tiết kiệm nước và trữ nước mưa. Đảm bảo an toàn. Xã Cương Chính cũng đã chỉ đạo các y tế thì đến tận người dân thì khuyến cáo khi sử dụng nước thì phải đun sôi, kích hoạt lại tất cả các hệ thống nước dùng ngày xưa nó chuyển cho nhau để khắc phục cái tình trạng đang thiếu nước. Theo đó đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cho người dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi khi nguồn nước sạch khan hiếm. Trước thiệt hại nặng nề của bão lũ, hôm nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến trao tặng quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các địa phương. Nhiều địa phương đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Tại trụ sở huyện ủy Khoái Châu,
đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao 500 thùng mì tôm cho huyện Quảng Châu để phân bổ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quảng Châu rà soát phân bổ nguồn hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và kịp thời. Ngoài ra, huyện cần quan tâm chăm lo hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do bão lũ, ngập lụt. Ngay sau khi tiếp nhận 500 thùng mì tôm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Châu khẩn trương phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã trao hàng hỗ trợ của tỉnh gồm 300 thùng mì tôm, 100 suất bánh và sữa cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở thành phố Hưng Yên. Đến trao hàng hỗ trợ của tỉnh cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho 7 xã, phường là Lam Sơn, Minh Khai, Hồng Châu, Quảng Châu, Hồng Nam, Tân Hưng, Hoàng Hanh. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương cần rà soát, phân bổ nguồn hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và kịp thời. Đồng thời cần quan tâm chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do bão lũ, ngập lụt, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Tới dự và ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 tại Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại hội nghị phát động, các đồng chí cán bộ lãnh đạo thị xã, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo đã ủng hộ trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể đã ủng hộ các lực lượng ứng trực, nhân dân tham gia đắp đê chống tràn và các hộ bị tốc mái, hộ nghèo, nhiều hàng hóa và nhu yếu phẩm khác. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, phối hợp với chùa Nho Lâm thuộc xã Mai Động, huyện Kim Động, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh đã đi trao 800 suất cơm cùng sữa, nước uống và hàng trăm thùng mì tôm cho bà con nhân dân vùng ngập lụt thuộc các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Đây là những hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng ứng trực mưa bão tại huyện Kim Động và Văn Giang. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng ứng trực đang làm công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão, đánh giá cao công tác ứng phó mưa bão của các địa phương. Đồng chí mong muốn các cấp, ngành và nhân dân địa phương cùng chung tay khắc phục hậu quả sau mưa bão, vận dụng nhân lực tại chỗ, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, hoa màu, vệ sinh nơi ở để sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát những thiệt hại để tham mưu với tỉnh có phương án hỗ trợ nhân dân sau mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cứu hộ, cứu nạn là chiến đấu trong thời bình. Chính vì vậy, trong suốt thời gian từ khi bão số 3 xuất hiện hoành hành đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ ứng phó với thiên tai, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả sau bão. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay mặc dù nước lũ đã rút bớt, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hưng Yên vẫn tiếp tục có mặt tại các xã, phường bị ngập lụt do nước sông Hồng dâng cao để hỗ trợ cấp phát cơm cùng những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống của người dân, đồng thời sẵn sàng ứng phó khi cần, đảm bảo mọi người dân trong vùng bị cô lập được an toàn. Khi cơn bão đổ bộ vào, huy động hàng nghìn lực lượng thường trực, dân quân tự vệ bảo đảm cho nhân dân các cái vùng bị lũ lụt, đặc biệt là các cái xã ven sông, sơ tán cho người dân ra khỏi vùng lũ lụt. Các anh ở trong quân đội xuống chợ gọi là thức ăn và đồ uống cho gia đình em. Mẹ em thì mắt không nhìn thấy gì rồi. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Trong suốt những ngày gió bão hoành hành, kể cả trong những lúc gió giật to nhất, không kể ngày hay đêm, vẫn thấy hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ có mặt trên đường. Tại các điểm có sự cố ách tắc giao thông do cây, cột điện đổ hay các điểm ách tắc dòng chảy. Sau khi nước sông dâng gây ngập úng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện các loại tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn, hỗ trợ vận chuyển tài sản, vật nuôi, cây cảnh có giá trị cao ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm, đồng thời trực tiếp tham gia ứng phó, xử lý tại các sự cố xảy ra trên các tuyến đê, bờ bao, bờ vùng. Sử dụng gần 1.000 cán bộ chiến sĩ của lực lượng thường trực và huy động hơn 5.000 dân quân tự vệ ở các địa phương, 50 phương tiện ô tô, tàu xuồng và 3.000 áo phao cũng như phao cứu sinh để tổ chức di dời nhân dân ra khỏi cái vùng ngập úng và xác định sau khi nước rút thì sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục những hậu quả như tổng dọn vệ sinh rồi giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Anh em bộ đội là
đưa chúng tôi sang đây rất là nhiệt tình. Những ông bà già mà không đi được, các anh ấy có thể cõng lên thuyền lên phà. Cảm ơn thực sự đức quân đội. Có thể khẳng định rằng dù là thiên tai, địch họa hay chống giặc ngoại xâm, thì hình ảnh người chiến sĩ khi ra trận vẫn luôn in đậm trong lòng mỗi người dân, xứng đáng với danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ. Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, cán bộ chiến sĩ công an xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ đã dầm mưa đi vào các nơi bị ngập lụt, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, di rời tài sản, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Trong đợt mưa lũ những ngày qua, công an xã Thụy Lôi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện Tiên Lữ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng tăng cường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ như đóng bao cát, ngăn nước tràn, gia cố nhà cửa cho bà con. Lực lượng công an xã đã đến từng nhà, thăm hỏi, động viên, phối hợp đưa 40 người già, trẻ nhỏ tại các hộ gia đình bị ngập đến trường tiểu học xã Thụy Lôi và trạm y tế xã, di rời gia súc, gia cầm của người dân đến nơi an toàn. Những ngày vừa qua, thôn Thị Dương chúng tôi là ngập lụt rất cao, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và lực lượng công an huyện và lực lượng công an xã đã quan tâm để di rời những người già và trẻ em đến nơi an toàn. Tất cả các chú công an, quân đội, nhân dân, rồi xã, rồi chính quyền đến không quản ngại dù rằng mưa rất lớn, quần áo thì ướt đẫm bớt đìa, ăn thì chỉ có mỗi miếng bánh mì buổi trưa, không có một cái gì luôn. Nói thật nhìn thấy rơi nước mắt và cái tình cảm giữa quân và dân, nói thật dân chúng tôi cảm động lắm. Cùng với việc giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ, lực lượng công an xã đã phân công cán bộ chiến sĩ thường trực tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, bị ảnh hưởng bởi ngập lụt hoặc có nguy cơ ngập lụt để nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông, đặt cảnh báo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các nhà hảo tâm vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bà con tại các khu vực bị cô lập. Công an xã cũng đã rất là cố gắng chủ động trong lĩnh vực tham mưu và trong lĩnh vực di dời tài sản. Chính quyền địa phương cũng đánh giá rất cao các đồng chí đã chủ động trong công tác di dời và cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân trong quá trình khắc phục sau bão và trong quá trình phòng chống bão lụt tại địa phương. Đến thời điểm hiện tại, một số khu vực nước đã rút, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng thời giúp đỡ người dân tại các khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Sau những ngày một số xã phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ngập do ảnh hưởng của mưa lũ, hôm nay các điểm bị ngập lụt nước đang rút dần. Nhiều người dân đã tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, từng bước ổn định lại cuộc sống. Ngay sau khi thấy nước có dấu hiệu rút dần, vợ chồng anh Ngọc tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cũng như chủ động vớt rác thải trôi về khu vực thôn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiện đà nước đang rút ra thì tất cả nhân dân đều chung tay dọn sạch cái xe để vệ sinh ngôi đường trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình chị Đường cũng vậy, các thành viên đều tranh thủ dọn rửa trong nhà cho sạch sẽ ngay khi trời tạnh ráo. Trước đó nhà chị và nhiều hộ dân tại thôn 2 đều bị ngập, mực nước cao gần 1 mét. Các tài sản và vật dụng cần thiết đều được kê lên cao để đề phòng ngập úng. Gia đình tôi đã chủ động dọn dẹp và phân loại các loại rác thải, khử khuẩn sau mùa lũ, phòng chống dịch bệnh. Xã Quảng Châu là một trong những địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi mưa lũ. Nhiều thôn mực nước dâng cao gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Vì vậy, cùng với việc đảm bảo cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, xử lý nước, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Thường xuyên đi cùng với lại hội thiện nguyện của xã kết hợp cùng với cái tuyên truyền của chúng tôi về cái an toàn thực phẩm và cái vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Chúng tôi đã có những đoàn công tác đến từng cơ sở chỉ đạo thực tế phù hợp với điều kiện địa phương. Thứ hai là chúng tôi có công văn chỉ đạo tất cả 10 huyện thị và trạm y tế trong toàn tỉnh để hướng dẫn về cách phòng chống những bệnh truyền nhiễm, duy trì cũng như là hoạt động mạnh cái đội cơ phản ứng nhanh, ứng trực về vật tư, con người, trang thiết bị để phòng chống dịch. Thứ ba là hướng dẫn cụ thể từng loại bệnh cho người dân đã biết được cách xử lý, cách phòng bệnh. Sáng nay, Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát nắm bắt về tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu sau bão số 3 nhằm nắm bắt hoạt động tích trữ, cung cầu hàng hóa dịch vụ, nhất là những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, gạo, rau củ quả, phục vụ nhân dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến khảo sát, nắm bắt tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu tại chợ gạo thành phố Hưng Yên, chợ Thái Khang huyện Tiên Lữ, chợ Phủ huyện Khói Châu, siêu thị BRG phố Nối và cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên tại Yên Mỹ.
Qua khảo sát cho thấy, các cơ sở kinh doanh đều chủ động dự trữ nguồn hàng hóa trong dịp này để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Ngoài giá cả một số loại rau xanh tăng nhẹ, giá của đa số các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong và sau bão khá ổn định, với lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã và chủng loại, không có hiện tượng khan hiếm, giá đột biến. Chúng tôi cũng khuyến cáo và cũng nhắc nhở bà con nhân dân là khi mua hàng và thấy được cái tình trạng các cái cơ sở bán hàng mà có biểu hiện trục lợi, găm hàng tăng giá thì sẽ báo ngay cho quản lý thị trường và chúng tôi sẽ có trách nhiệm để xử lý theo đảm bảo theo quy định. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh có trụ sở tại huyện Văn Lâm vừa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh hiện đang đào tạo 7 ngành học ở bậc đại học và 1 ngành ở trình độ thạc sĩ, gồm Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Hệ thống Thông tin Quản lý, năm học 2024-2025 với phương thức tuyển sinh đa dạng hơn, chất lượng tuyển sinh được nâng cao, phù hợp với điều kiện thực tế. Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tuyển sinh được trên 1.000 sinh viên khóa 12 hệ đại học chính quy. Quy mô đào tạo của trường tăng từ 3.200 sinh viên lên 3.600 sinh viên. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được nâng cao. Năm học 2023-2024, trường có 95% sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi, gần 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, được các cơ quan doanh nghiệp đánh giá cao. Tại buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cùng nhiều doanh nghiệp đã trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.